Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, số tiến hành làm thủ tục để gửi chiếc xe đạp Twitter cho anh Thịnh ở Sài Gòn. Anh Thịnh ở Sài Gòn liên hệ với shop. Anh nói rất hứng thú khi xem các video của shop về xe đạp. Shop đầy đủ mẫu, đầy đủ màu, đầy đủ size, rất dễ lựa chọn. Và anh muốn mua một chiếc xe đạp Twitter ở trong Sài Gòn. Cũng có rất là nhiều người bán, rất nhiều nơi bán luôn. Nhưng ưa thích shop nên anh đặt tận Hà Nội luôn. Ban đầu anh định mua chiếc Twitter T10 Pro, nhưng đến lúc chốt mua anh lại chọn chiếc Twitter Sniper 2.0 này. Vì xe chênh vài triệu nên cũng không phải là vấn đề bận tâm với anh. Anh đã chuyển tiền cho shop ngay khi chốt đơn, rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cảm ơn các khách hàng ở Sài Gòn. Rất nhiều bạn đã không ngại đợi vài ngày để có sản phẩm xe đạp tốt của shop. Và các bạn ở Sài Gòn thực sự là mua xe của shop rất là dễ dàng luôn. Và đây là chiếc xe đạp Twitter Sniper 2.0 đời 2020 của anh Thịnh ở Sài Gòn đã mua. Và giấy tờ đã chuẩn bị xong. Và đối với dòng Twitter thì hãng Twitter không có tặng bộ phụ kiện để dựng xe, nên shop có tặng anh Thịnh một bộ lục giác đa năng 13 chi tiết để khi anh nhận được chiếc xe đạp này sẽ hoàn thiện được chiếc xe. Vâng, rất nhiều bạn ở trên toàn quốc đã đến với shop và đã mua được xe bởi shop đầy đủ mẫu, đầy đủ chủng loại, đầy đủ màu. Tóm lại là thích loại nào là có loại đấy bạn nhé. Nhiều phân khúc giá khác nhau, nhiều model, nhiều hãng. Và bây giờ xin phép được mở chiếc xe đạp Twitter này để kiểm tra cho anh. Wow, chặt lắm. Kiểm tra cho anh Thịnh. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xem những chiếc bạn nha. Đây rồi, đây là chiếc Twitter Sniper 2.0 đời 2020, màu đen đỏ. Wow, rất đẹp. Đây là nha, với Twitter Sniper thì khung carbon này, càng carbon này, càng carbon, tay lái liền phu tăng, tay lái liền phu tăng bằng vô thiết kế dạng cánh. Ở shipper thì xin ở chữ shipper này, đây shipper đây bạn nhé, chuẩn luôn, shipper 2.0, đây 2.0, shipper 2.0 thì chạy full loop Shimano 105R7000, full loop có nghĩa là tay đề này, tay đề lắc Shimano 105 này, bạn nhé, đây Shimano 105, gạt đĩa, đùi đĩa Shimano 105, gạt lip Shimano 105, vành của hãng Vichopec, vành nhôm hai lớp. Đó. Bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả. Shop đã review soi cận cảnh luôn bạn nhé. Đấy, bạn thích màu nào thì liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936 hoặc để lại cùng em bên dưới video này. Shop nhận được thông tin của bạn sẽ trả lời tư vấn cho bạn luôn. Và bạn đang cần tìm mua xe bất kỳ chủng loại nào, từ xe đua, xe địa hình, hybrid, touring, xe nam, xe nữ, xe đạp thành phố, những chiếc city bike, kể cả những chiếc xe đạp gấp, shop cũng có đầy đủ. Và chắc chắn bạn sẽ tìm cho mình được chiếc xe đạp như ý, từ kiểu dáng đến kích thước, từ chất lượng và rất nhiều chủng loại, rất nhiều phân khúc. Và chắc chắn bạn sẽ hài lòng với chiếc xe bạn nhận được. Và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu về sản phẩm, những đánh giá của khách hàng. Và chắc chắn qua những video này bạn sẽ người đầu tiên nhận được và bạn sẽ tìm cho mình được chiếc xe đạp như ý. Một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.